Con so, gà lại thét ra lửa. Gà này là gà tiên sử đấy. Rồi. Đốt creeper luôn. Ôi, hai con đánh nhau luôn các bạn. Các bạn đoán xem con gà thắng hay là con creeper thắng. Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh của anh B Quy Thành và mình là ốc đây. Các bạn ơi, ốc đang đứng dưới một tổ ong dưới một tán cây, tán cây rất là mát nha các bạn và bây giờ hãy cùng ông thực hiện thử thách 6 ngày 6 đêm đập tổ ong bố mẹ bảo rừng cũng không dừng anh bê quy thành bảo rừng cũng không dừng các bạn bảo rừng cũng không dừng nhưng ong mà chạy ra thì dừng nha <laughs> nó thế thôi chứ cái thử thách này là mình biết thừa là mình sẽ thắng bởi vì mình đã quan sát rồi tổ ong này là một cái tổ ong không có ong nó đã được ở đây rất lâu rồi mình để ý từ lâu ơi là lâu trước đây đó đấy đây này nhưng mà để trước khi thực hiện thử thách thì mình sẽ Hích lại một lần nữa để xem là có ong không nha các bạn mm. Ủa thôi à, có ong à <laughs> đâu mà có ong. ôi ôi nhưng mà không sao chắc là chỉ còn mấy con ong này thôi là nó bay ra hết rồi chắc bên trong không còn con nào nữa đâu ở trong tổ ong thì sẽ có mật mình mà đập được tổ ong này mình lấy mật ra là mình ăn một mình mình không cho anh bê quy thành đâu mình sẽ cho các bạn ăn cùng mình ấy Why why why? Ôi. Súng mày bay ra rồi mà, làm sao mà phải đuổi ta? Không 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 không. Chạy 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 chạy. Trời ơi, đúng là nghịch ngu rồi. Ui các bạn ơi, may quá các bạn ạ. Mình à, vừa mới thoát được một lũ ong. Đây cái gì đây? Đây là có zombie, đây là mặt. Ôi trời ơi, zombie, zombie. Zombie ui chết rồi, cứu tôi với, cứu tôi với. À hai con. Ô không, hai con zombie cứu tôi với Chiến binh giỏi nhất hành tinh đã đến đây Trời à, chưa nghe, nghe, nghe chưa chưa Trời ơi em vừa kêu cứu đúng không hả Có zombie đuổi em đó À hóa ra là, là mấy con zombie thì bắt nạt ốc ạ à. à thì ra chúng mày chọn cái chết mày à. Này chết queo chữa đâu còn con nào nữa À trong này còn một con nữa Ta à, sẽ dùng cây đinh bà phi thẳng vào mặt người ra đây Dám bắt đạt ốc à Không được bắt đạt ốc Ôi đời, ông ơi, em trốn đâu rồi ốc Em đây nè, đứng ở bên sơn đồ rồi, ông trốn kĩ quá các bạn ạ à. Đài Đây, con zombie này ạ à. Cho phát cây đinh bạn Không chết à, gặp anh mưu hành xử ngay Dăm ba con zombie có gì mà đáng sợ hả ốc Ôi trời ơi, may mà anh tiêu diệt được nó đấy Em gặp nhiều con zombie quá nên em bị nó bắt nạt đó Ôi giời ơi, mấy bạn zombie này anh thấy nó bình thường mà Em chạy vào cái hang núi to om kia bảo sao zombie nó chẳng xuất hiện nhưng mà chạy vào đấy mới không bị ong đốt. Vừa nãy em vừa đập tổ ong á, chả được tí mật nào mà nó đốt cho sưng mông. Ui trời <laughs> ơi. Chịu em đấy, tự nhiên yên lành không muốn đi vào chọc tổ ong nó chả đuổi nó đốt cho sưng hết cả mắt. Ngày xưa anh cũng chọc tổ ong ở lớp anh ấy xong rồi anh bị ong đốt về sưng mắt to như bát tô hồn các bạn ạ. Hôm sau đến lớp mắt híp cả lớp đều cười. Ôi trời, tại anh rủ em vào đây để em đi chơi một mình, còn anh bảo anh đi tìm quái vật gì mà siêu đáng sợ, anh có chơi với em đâu? Anh không đi tìm quái vật siêu đáng sợ mà anh sẽ tạo ra nâng cấp bọn quái vật trở thành bọn quái vật đáng sợ hơn bình thường. Con zombie lúc nãy á chưa phải là đáng sợ đâu các bạn ạ, à. anh đã nâng cấp nó trở thành một con quái vật nó có hình dạng kinh dị hơn và đáng sợ hơn. Các bạn có muốn xem không? Ông muốn xem không? Có chứ, em muốn xem, nhưng mà chờ một chút, em phải chuyển sang chế độ sáng tạo. Đúng rồi trước hết thì chúng ta phải chuyển sang chế độ sáng tạo không là quái vật nó gặp mình là nó quánh ấy nó cứ quánh thôi à rồi các bạn đã sẵn sàng cùng anh mua hành đi xem những cái con quái vật anh mua hành tạo ra trông nó đáng sợ như thế nào chưa đi thôi trên tay anh là quả trứng sinh ra con zombie trông đáng sợ nhất các bạn sẽ chưa bao giờ thấy nó luôn rồi thả ra đi đây chính là con zombie anh mua hành tạo ra ừ. <laughs> Ủa. <laughs> đây là zombie phiên bản bị chết thôi nha các bạn Đấy, nằm chết trên nền đất đấy Mặc dù nó chết rồi nhưng mà nó vẫn cử động được Ồ, ừ, em tưởng đây là phiên bản zombie cạp đất mà ăn Ờ, <laughs> kiểu mồm đang cạp đất ăn các bạn ạ Chắc là nó cũng đang tính ăn đất <laughs> Vì nó chết rồi mà các ừ. bạn Rồi, ốc okay, ơi em thử đấm nó một cái xem nào M Mày, u nó chết thật nè Ồ, còn rơi ra thịt, đây là thịt heo các bạn <cười> <cười> Rồi Ờ Đấy là con chết đúng không? Bây giờ sẽ tạo ra con sống Ốc chuẩn bị này giật mình lắm luôn da, Ui Ôi trời ơi <laughs> Ôi trời ơi Con này nhìn nó to ghê luôn nó Tay vai nó phồng cả lên nè Này Đấy nhờ, này đáng sợ nhờ các bạn Đấy Trông zombie anh tạo ra nó đô chưa Mồm to chưa Nhiều răng chưa Mắt đỏ chưa Nhìn nó như hắc ấy Ờ trông gần như hắc ấy nhờ các bạn nhờ Đấy người khổng lồ xanh Nhưng mà đây là, đây là zombie khổng lồ xanh Quân đùi tím mà <laughs> Đấy, nó kêu kinh chưa ốc em thử thả người dân làng ra oh. xem nó làm gì đi ốc ok xem ta đây u uh, ốc thả người dân làng nó Cái nó đấm mù uh, các bạn thấy không nó đấm ấy đấy nó đấm chết người dân <laughs> đấm này. đấm đấm mẹ không phát nào đấm có một phát người dân làng chết luôn tất nhiên rồi nó to này cơ mà đấy vẫn còn chưa đáng sợ ốc xem đây đây là phiên bản zombie đáng sợ nhất mà các bạn sẽ chưa bao giờ thấy. Đấy. Ôi, kinh quá. Đấy chưa? Có rất nhiều cái đầu nhá, trong cái mồm nó thè ra một cái lưỡi, cái lưỡi cũng là một khuôn mặt một cái đầu luôn. Trên vai này, đầu nhỏ này, đấy, đấy chưa? Nhiều đầu chưa? Tay nó còn có móng vuốt cắm xuống đất nè Ờ, chân nó này, các bạn này, đấy, chỗ này có hai chân đấy. Thấy chưa? U ui rồi <laughs> Tay nó giống như kiểu một cái lưỡi hái ấy, các bạn ạ à, của thần chết đó. Thấy rồi, thấy chưa? Ghê chưa? Nó xiên người dân làng luôn. Ừ, tất nhiên rồi. Đáng sợ thế này cơ mà. Ấy, rồi từ từ để anh giết chết cả, cả lũ này đã. Ổn quá các bạn ạ. À. Đấy, anh chỉ thả ra một con này thôi nhá. Đấy, bây giờ ốc thử thả người dân làng cho bạn nhìn rõ này. Đấy chưa? Nó xẹt. Nó xẹt đấy. U uh, kinh nhờ các bạn nhở Trông cái mặt nó kiểu đúng là zombie. Zombie phải trông đáng sợ mới gọi là zombie đúng không? quá chuẩn luôn em gặp con này trong núi chắc là em tèo đời ôi rồi ôi thấy đáng sợ và ngầu lòi chưa các bạn đấy là con zombie bây giờ chúng ta sẽ đến với skeleton đấy, người xương một hai ba ôi người xương bé thế này em bảo là quái vật đáng sợ ừ. anh bị có thành bốc phét không phải to nghĩa là đáng sợ bé cũng là đáng sợ luôn các bạn này đây, đây là nó bị chết rồi nhá đấy đây phiên bản nó không bị chết đây là nhìn xem đáng sợ không ấy chưa à, 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 à. à, à. ui kinh quá trời đấy người đấy chưa này mà không đáng sợ à hả lại bảo không đáng sợ đi đấy ui 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 tay cũng đấm 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 à. luôn các bạn ạ <laughs> đấy. nhiều tay cực kỳ luôn đúng không tay bằng xương bên này có hai cái tay luôn trên người rất nhiều những cái khúc xương chia ra các bạn ạ con này có vẻ chậm chạp Ừ thì nó còn mỗi bộ xương thôi Nó còn thịt đâu mà di chuyển nhanh được Ờ anh nói con lý ờ, Anh tạo ra thì anh tất nhiên nói phải có lý rồi Bây giờ anh sẽ tạo ra con tiếp theo Đó chính là Con zombie Nhưng mà phiên bản này là phiên bản màu đỏ Ui giời ơi Phiên bản màu đỏ này Thì chả khác gì phiên bản màu xanh Nó khác nhau màu đây Con kia màu xanh con này màu đỏ <laughs> Thế có loại mà nó nhiều đầu như con màu xanh không? Không, anh không tạo ra con nhiều đầu nữa đâu Bây giờ anh sẽ cho ốc xem Úi dồi, úi dồi, thôi rồi, từ từ Chắc là anh phải đi ra xa thôi các bạn ạ à. Bọn này nó kêu ở Mỹ quá Đây, là đấy ông ơi, anh sẽ cho em xem Con nhện spider Đấy <laughs> nhện của anh đáng sợ hơn Nhện ở trong Minecraft chưa? Eo ơi, kinh quá cái mồm rất nhiều răng có hẳn hai cái răng nanh ở ngoài các bạn ạ à. đấy trên chân nó rất nhiều gai đấy không ui dồi, ui rồi <laughs> ấy cắn 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 đây gọi là yêu tinh nhẹ đấy ấy 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 ghê chưa ghê chưa ghê ghê chưa ghê chưa nó leo lên được đó ờ nó là con nhẹ mà ấy ui rồi ui ấy 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 ghê chưa các bạn quá đáng sợ luôn đấy nó dùng cái răng nó cắn người dân làng đó nó rồi đấy là con nhện và bây giờ chúng ta cùng đến với con Creeper Eo con Creeper nhiều lúc dễ thương lắm nha không Xem đây này Thấy <laughs> 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 dễ thương không ốc Creeper bây giờ không còn một đầu nữa các bạn Mà nhiều đầu ấy Ui rồi nó dùng đầu đập đấy à Đấy à Đấy không còn kiểu chạy đến rồi tự phát nổ nữa mà nó sẽ dùng cái đầu của nó quánh đấy các bạn nó không có tay mà đấy ờ đúng ủa nó đi bốn chân mà bốn chân nó như kiểu mọc gai ấy ờ à, đấy ui rồi ôi Ông dân làng này tuổi gì sánh vai. Ok, để im anh thử thả con trâu ra xem nó có đánh được con trâu nha các bạn. Đấy. Ui bọn này cùng là quái vật liệu đánh nhau không? Anh nghĩ chúng nó không đánh nhau đâu. Đây đây, thả con trâu ra các bạn này. Đấy, xem con trâu đánh nhau không. Ui, đánh cả con trâu Ui, luôn rồi. các bạn. Ui, nó đánh hết. Ui. <laughs> liệu có đánh thắng được con trâu không ta. Rồi. Các bạn thấy nó mạnh chưa? Trâu cũng không phải là đối thủ với Creeper anh vui hành tạo ra đấy chỉ dùng mỗi tuyệt chiêu lấy đầu đập vào đất đấy. thế mà nó không bị ngất các bạn ạ mà nó còn tiêu diệt được cả con trâu luôn Ờ con này lợi hại thật á mà nhìn cũng kinh dị đúng tất nhiên rồi quái vật anh tạo ra mà đây anh còn vai con quái vật cho ốc xem nhưng mà thôi tạo nhiều quái vật quá bây giờ anh sẽ tạo ra những cái con bình thường đi ví dụ đây là con gà đấy người miền trung hay gọi là con ghẻ còn mình gọi là con gà đây thả là con gà ơi cho nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả rồi Gà gì mà như khủng long thế này hả? Gà này là phiên bản gà tiên sử, gà khủng long siêu to khổng lồ đấy các bạn Đấy <laughs> Gà có ăn người dân làng không? Ui 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 Thấy gà của anh mạnh chưa Ốc? Ui sao gà lại thiết ra lửa? Gà này là gà tiên sử đấy đấy. ui 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 ui, mạnh chưa mạnh chưa? Ây Đây 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 đây, đây. Ui ô. Đốt dồi ôi Hai con đánh nhau luôn các bạn các bạn đoán xem con gà thắng hay là con creeper thắng Con gà thắng đó, con gà này như con khủng long đấy kia Đúng <cười> à? <cười> đấy rồi, thấy gì chưa, Đốt creeper luôn Quánh nhau tơi bời luôn các bạn ạ, rồi creeper chết luôn à Em biết ngay mà, con gà thắng rồi nhưng bây giờ con gà đang tự nướng nó Ờ, gà tự nướng <laughs> Rồi, đấy là con gà và bây giờ chúng ta cùng đến với con chó sói Wow, chó sói luôn đấy đi thấy chưa thấy chó sói tạo ra chưa đáng sợ cho các bạn ơi <laughs> à, ghê chưa ghê chưa con gà lại bắt đầu đánh con chó sói rồi ôi rồi chó sói với gà đánh nhau ôi <laughs> gà gặp chó sói đúng kiểu bị chết luôn các bạn ạ không làm gì được ờ với lại gà bị nướng lúc nãy rồi ờ. À, ăn thịt con trâu luôn chó sói ăn thịt trâu luôn các bạn <laughs> rồi xong quá nhau rồi các bạn ơi ốc đoán xem con nào sẽ thắng Ôi, chó sói thắng rồi. Trời ơi, con trâu chưa kịp làm gì luôn. Đó đấy là hai con uh, chó sói và con gà nhá. Đây là một con mới này, hai hò này, óc xem này. Úi dồi ôi, đây mà là coi con gì, đây là cái hình hồ. Ờ. ờ, anh không biết anh tạo ra cái này để làm gì luôn. Ờ, nó không ăn đâu. Ờ. Ờ, chắc là lỗi đấy các bạn ạ à. không hiểu cái này là cái gì luôn rồi <laughs> đấy thôi chỉ tạo ra vài con như thế thôi để hôm sau anh tạo tiếp nhé chứ hôm nay là anh anh không biết anh tạo ra con gì nữa các bạn có ý tưởng gì bình luận ở dưới để anh hôm sau anh tạo làm video các bạn xem nhé còn bây giờ chắc là anh dừng việc tại đây thôi anh đi chơi đây hôm nay tự nhiên ốc bắt anh phải cho xem mấy con quái vật ôi bye bye các bạn nhé tụi mình đi chơi trò khác đi ốc ơi không xem quái vật nữa đâu đáng sợ lắm Ờ đi đi, hay đi đập tổ ong. Ôi trời đấy các bạn ốc toàn rủ uh, chơi nghịch ngu thôi. U bye bye các bạn nhé. Hẹn gặp lại bạn bè sau. Nhớ like video, này, nhớ like video này, đăng ký kênh ủng hộ em cứ hành và chị ốc. Ờ đi ơi. Đi đập bí bí ngô dưa hấu cũng được kìa ốc kìa. Ờ đúng rồi. Hay là mình đi trêu chó. Ôi trời môn thể thao đấy là cho cắn áo rách đấy.